chào cả nhà, chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng với quý mạnh thường quân đã đến với tập 7 của Thiện Nguyện Mỗi Cày Nam. Đến với tập 7 là hoàn cảnh của cô Lê Thị Huệ, sinh năm 1963, địa chỉ là An Vĩnh 1, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Sau đây mời cả nhà đến với clip khảo sát của nhóm. Đây là con gái của cô Huệ, và đây là cháu của cô Huệ. Thì cả ba người sống trong căn nhà được địa phương hỗ trợ vận động xây giúp. Hoàn cảnh thì kinh tế rất là khó khăn, do là cô Huệ bệnh hôm trước giờ nên con gái phải chăm sóc và nuôi ở các bệnh viện, mà chị thì lại là mẹ đơn thân đang nuôi một bé sinh năm 2013. Thì hiện tại hoàn cảnh khó khăn nên có nhờ nhóm giúp đỡ giùm, hỗ trợ mai táng. Thì hôm nay thì em đến đây để khảo sát và thấy cái hoàn cảnh thì thật sự là rất là khó khăn. Chị ơi, bây giờ em sẽ nhờ dùng cái thông tin và hình ảnh của mình để chia sẻ, nhờ cộng đồng chúng ta giúp đỡ lo mai táng cho cô. Thì mình đồng ý không chị? Phía gia đình đồng ý không? Được biết là chị là mẹ đơn thân nuôi bé đúng không? Nên là hoàn cảnh thì rất là khó khăn. Thì thông qua cái video này em cũng mong là được sự giúp đỡ của cộng đồng. Sau khi vận động quyên góp thì tối ngày 11 tháng 4 năm 2023 thì anh chị thiện nguyện đã đến để trao tiền cho hoàn cảnh của cô Huệ. Dạ, hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2023 thì anh chị em nhóm thiện nguyện Mỗi Cày Nam có đến đây trước để chia buồn cùng với gia đình của cô Lê Thị Huệ ở ấp An Vĩnh 1, xã Đa Phước Hội, huyện Mỗi Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Thì về phía gia đình thì có cô Hiện, anh Vũ, anh Hải, và ở đây thì có chị Triên là con gái của cô Huệ, cùng với bà con lối xóm. Thì nhóm cũng công khai các phần tiền quyên góp để hỗ trợ mai táng cho cô Huệ là trong đó Facebook Trần Thị Trúc Nguyên kết nối Mạnh Thường Quân là 5.900.000, Facebook Nguyễn Mỹ Hương kết nối Mạnh Thường Quân là 2.150.000, Facebook Lê Vi kết nối Mạnh Thường Quân là 2.000.000, Facebook Yến Phi kết nối Mạnh Thường Quân là 500.000, Facebook Trần Trúc kết nối Mạnh Thường Quân là 16.450.000. Thì tổng số tiền là 27.000.000, và serum Hào Phát thì hỗ trợ 12 mét gạch để giáng mộ. Dạ, đây là phần mộ của cô Lê Thị Huệ ở ấp An Vĩnh 1, xã Đa Phước Hội, thì hôm nay đã được hoàn tất nha cả nhà. Thật xót thương cho hoàn cảnh của cô Huệ, nhưng khi nhìn thấy ngôi mộ tân tất như thế này thì tin chắc rằng cả nhà cũng như quý mạnh thường quân và cả anh em thiện nguyện đều không khỏi vui mừng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã chung tay ủng hộ cô Huệ. Về video tập 7 của Thiện Nguyện Mỗi Cày Nam đến đây là hết nha cả nhà. Nhờ cả nhà ủng hộ kênh giúp nhóm bằng cách like, comment, chia sẻ, đăng ký kênh. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau.